Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Hôm nay mình làm một video chia sẻ về chủ đề sử dụng TV các bạn nhé. Đó là cái mảng lĩnh vực truyền hình nhé. Thì mình chia sẻ với các bạn về cái TV Samsung của mình. Đó là gia đình mình sử dụng cũng đã tương đối lâu rồi. Thì hôm nay mình làm một video review và đánh giá về chất lượng của cái TV Samsung nhé. Màn hình phẳng LCD nhé các bạn nhé. Để các bạn có một số thông tin tham khảo. Để xem thử là các bạn những bạn mà đang có nhu cầu mua tivi để có thêm một số thông tin nhé. Và xem thử là mình có nên mua tivi Samsung hay không nhé. Chia sẻ với các bạn là hiện nay thì trên thị trường thì có rất là nhiều dòng tivi các bạn ạ. Nhưng mà dòng tivi bây giờ người ta dùng phổ biến nhất đó là dòng tivi Sony, rồi Samsung, rồi LG các bạn ạ. Và hiện nay thì có thêm cái dòng TV của Việt Nam đó là TCL. Mình thấy TV TCL thì coi cũng được. Đối với TV Samsung này ấy, thì gia đình mình đã mua cách đây năm 2014 các bạn nhé. Thì hiện nay là 2020. Tụi mình làm video review cho các bạn ấy là 2020. Thì cũng nói chung là tính ra thì cũng gần 5 năm, 5 năm rồi, khoảng 5 năm. TV mình đang dùng ở đây thì 24 inch các bạn nhé, 24 inch. Bởi vì cái thời cách 2000 là 2015 thì TV nó sản xuất còn ít. Đấy, còn hiện tại bây giờ đến năm 2020 thì TV màn hình phẳng này thì hổ ra rất là nhiều. Và giá tương đối là rẻ các bạn nhé. Cái này thì năm 2015 mình mua là có giá là 3 triệu 6 các bạn ạ, 3 triệu 6. Đấy. Thì sau 5 năm ấy thì mình thấy là bây giờ hiện tại thì gia đình mình đang dùng bình thường. Đối với tivi màn hình nhỏ như thế này thì chỉ phù hợp cho việc là mình đặt ở trong phòng ngủ hoặc là ở nơi phòng bếp lúc chúng ta ăn uống thì chúng ta xem phim. Còn đối với phòng khách mà lớn hơn thì mình sẽ mua tivi từ 32 inch trở lên. Đấy, vân vân, tùy theo nhu cầu cũng như là về cái kinh tế của từng gia đình các bạn nhé. Thì sau 5 năm thì tivi của mình ở đây hiện tại là vẫn đang dùng bình thường các bạn nhé. Vẫn đang dùng bình thường. Nói chung là hình ảnh và âm thanh thì không có vấn đề gì. Hình ảnh thì vẫn nét. Và âm thanh thì vẫn nghe rất là trong trẻo. Đấy. Tức là đặc điểm của tivi Samsung là cái hình ảnh rất là sắc nét các bạn nhé. Sắc nét giống như thật nhưng ngoài ngoài tự nhiên luôn. Đấy. Đó là vấn đề thứ nhất. Đấy. Hình ảnh sắc nét. Cái thứ hai là cái âm thanh thì nó cũng trong trẻo. Trong trẻo. Đó. Và hiện nay thì 5 năm thì sao theo mình thấy thì 5 năm thì tivi của nhà mình vẫn chưa có vấn đề gì. Đặc biệt là mình có sử dụng truyền hình của Viettel các bạn nhé. Truyền hình của Viettel ấy. Truyền hình Viettel thì gia đình mình có bắt mạng cáp quang của Viettel thì mình gắn thêm cái đầu đầu thu của Viettel là tivi ấy thì có giá một tháng là 50.000 đồng. Đấy 50.000 đồng. Thì mình xem tivi HD luôn các bạn nhé. Đối với đầu thu trả tiền hàng tháng thì xem HD luôn. Các kênh truyền hình từ VTV1 cho đến VTV11 đó đều là HD. Ở ngoài ra thì còn có một số kênh bóng đá ví dụ như là thể thao TV, bóng đá TV đấy. Vân vân. Đấy để mình xem các cái giải bóng đá của Tây Ban Nha. Còn đối với bóng đá ngoài hàng Anh thì mình không xem được các bạn nhá. Đối với truyền hình Viettel là mình không xem bóng đá ngoài hàng Anh được. Mà chúng ta phải bắt truyền hình cá cổng thì chúng ta mới xem được. Đó thì mình thấy là khi mà sử dụng truyền hình Viettel thì xem trên TV Samsung thì rất là nét các bạn nhé. Đối với TV này thì nó có cái chân đế các bạn này, chân đế ở đây này. Đấy. Samsung nhá, chân đế. Cái này thì mình có thể là mua một cái giá để về mình treo tường khoảng 200 nghìn. Về các bạn bắt vít xong, các bạn gắn vào tường thì nó đẹp hơn. Theo mình thấy thì TV màn hình phẳng mà treo tường thì nó có vẻ là phong cách thời trang và đẹp hơn so với việc là khi mình để trên bàn các bạn ạ. Với cái thời điểm 2015 thì TV này cũng đã trang bị đầy đủ các cái cổng jack cắm các bạn nhé. Ví dụ như là jack cắm HDMI để kết nối với máy tính này. Tức là khi chúng ta xem trên máy tính thì mình có thể là xem trên TV luôn bằng cách là kết nối dây cáp giữa giữa TV và máy tính các bạn nhé. Đấy, rồi thứ hai là jack cắm 300 năm gắn loa ngoài. Với TV này các bạn có thể là dùng cho nó chạy loa ngoài các bạn nhé. Tức là các bạn mua cái loa mà có jack cắm 300 năm ấy. Đấy, giá loa trên thị trường
Ví dụ như loa các bạn muốn xem tivi được tốt ấy, thì nên mua những cái loa có giá từ 500 trở lên. Thì các bạn gắn loa ngoài thì nghe âm thanh nó sẽ lớn và nghe sướng hơn. Đấy. Rồi ngoài ra thì có một số cổng cắm USB, rồi cổng cắm dây 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 cáp. Dây cáp thì là dùng cho truyền hình cáp Việt Nam ấy các bạn. Hoặc là các bạn bắt cả cái chảo mà các bạn hay gắn lên nhà đấy, ở địa phương mình hay có đấy. Đấy, bắt chảo đều có hết. Đấy, thì đó là về cái ưu điểm của TV Samsung các bạn nhé. Nhưng mà về TV Samsung nó có một cái nhược điểm nữa thì mình cũng chia sẻ với các bạn luôn. Và cái này có lẽ cũng là cái đánh giá cá nhân của mình thôi, chứ còn không biết các bạn khác sử dụng như thế nào. Thì mình thấy là đối với TV Samsung ấy, thì ngoài cái về chất lượng là tương đối là bền nhé các bạn nhé, bền. Đó, âm thanh và hình ảnh thì cũng tương đối là tốt, đặc biệt là hình ảnh thì sắc nét giống như thật. Đấy, nhưng mà cái nhược điểm là TV Samsung thì nó có một cái là âm thanh của nó hơi nhỏ các bạn nhé, hơi nhỏ và hơi yếu các bạn ạ. Cái này theo mình thấy là nó hơi yếu, tức là đối với những các cái bạn nữ mà xem thì có thể thấy nó phù hợp, chứ còn đối với bạn nam mà xem TV Samsung mà để xem phim hành động hoặc là xem bóng đá thì mình thấy cái dòng nó nhỏ, âm thanh phát ra hơi nhỏ và dòng nó hơi yếu và coi nó không có sướng các bạn nhé. Và khi các bạn mở hết cỡ cũng vậy, cho nên là ở đây TV của mình là mình có gắn loa ngoài các bạn này để nghe âm thanh cho nó lớn một chút và nó mạnh mẽ một chút. Đấy, cái điểm yếu của TV Samsung là cái âm thanh của nó không mạnh mẽ, cho nên là khi mà các anh em mình mà xem phim hành động là nó coi nó không có sướng các bạn nhé, không có sướng bởi vì âm thanh nó yếu và nó nhẹ nhàng quá, nó có không sướng. Đấy các bạn này, mình gắn loa ngoài các bạn này, đấy, có gắn loa ngoài luôn này, bên này đó các bạn nhé. Thì khi mình gắn loa ngoài vào thì mình sẽ khắc phục được cái điểm yếu này các bạn nhé. Đấy, cho nên là nếu mà các bạn gắn loa ngoài vào thì các bạn sẽ có một cái âm thanh rất là to và ấm này, vừa ấm đấy, vừa trầm, nghe âm bass rất là đã. Đấy, cho nên là lúc chúng ta xem phim hành động hoặc là xem bóng đá thì rất là sướng các bạn nhé. Đó, cho nên là nếu bạn nào mà đã mua TV Samsung mà các bạn không cảm thấy không ưng ý về cái âm thanh của nó thì các bạn nên gắn loa ngoài nhé. Bởi vì trên TV đã chuẩn bị một cái cổng gắn loa ngoài cho chúng ta rồi. Đấy. Và mình cũng so sánh TV Samsung với các dòng khác luôn nhé. Vì là mình cũng đã tham khảo các cái dòng TV khác rồi thì hôm nay mình cũng chia sẻ với các bạn luôn. À, đối với TV LG ấy, TV LG thì mình thấy là nó có độ bền còn cao hơn cả TV Samsung các bạn nhé. Đó, cao hơn. À, chất lượng hình ảnh thì mình thấy là nó không sắc nét bằng TV Samsung, nhưng mà TV LG thì nó có cái ưu điểm là nó bền, cực bền các bạn nhé. Bền, và thứ hai là âm thanh của nó rất là to, rất là lớn và âm của nó rất là mạnh mẽ. Cho nên là khi mà các bạn xem phim hành động hoặc là bóng đá ở trên TV LG thì nó sẽ cảm thấy là nó sướng hơn so với xem ở trên Samsung. Rồi cái TV thứ ba mà người ta hiện nay là rất là thịnh hành các bạn nhé, và chủ yếu là người dùng Việt Nam bây giờ rất là ưa chuộng, và cái hãng bán rất chạy đó là TV Sony các bạn nhé. TV Sony thì bây giờ hiện tại là chiếm thị phần lớn nhất ở trên thị trường của Việt Nam mình, bởi vì TV Sony nó có rất là nhiều ưu điểm. Cái thứ nhất là nó âm thanh à, hình ảnh thì trung thực này và độ nét rất là cao, sâu. Đấy, hình ảnh sâu chi tiết. Và thứ hai là bền. TV Sony cũng là vô dạng là cái hãng điện tử là trâu bò các bạn ạ. TV Sony thì cực bền luôn. Và thứ ba là TV Sony thì có cái âm thanh đặc biệt là cái âm thanh của nó là rất đã các bạn nhé. Các bạn là TV Sony các bạn mua về các bạn không cần gắn gắn loa ngoài luôn, mà mình chỉ cần nghe cái âm thanh ở trên TV cũng đã sướng lắm rồi nhá. Âm thanh cực kỳ mạnh mẽ luôn, mạnh mẽ, nghe TV rất là sướng. Đó. Nhưng mà cái nhược điểm của TV Sony, bởi vì thì chất lượng thì đi với giá thành các bạn nhé. TV Sony thì thường thường đắt hơn các dòng TV khác ở trên thị trường từ 1 triệu cho đến 2 triệu đồng. Đó, và tùy từng dòng và tùy từng loại các bạn nhé. Đó. Thì sau này mình có điều kiện thì mình sẽ mua thêm một cái tivi Sony các bạn ạ. Mình cũng chia sẻ thật với các bạn luôn. Mình sẽ mua cái tivi Sony có kích thước từ 32 inch trở lên. Tốt nhất là các bạn nên mua ở phòng khách thì các bạn nên mua khoảng 43 inch trở lên là vừa các bạn nhé. 43 inch là nghe là xem cũng cũng được rồi.
Còn đối với phòng ngủ và phòng phòng ăn ấy thì mình có thể mua khoảng 32 inch trở lên là phù hợp nhé. Bởi vì nếu các bạn mua tivi quá lớn thì các bạn xem cũng cũng đã, nhưng mà nó kéo theo là tiền điện rất là nhiều các bạn nhé. Tivi mà càng lớn thì nó tiêu thụ điện năng càng nhiều, thì là tăng chi phí cho gia đình thôi. Đó. Và mình xin kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thì hy vọng với cái chia sẻ của mình thì các bạn có thêm một số thông tin trước khi các bạn quyết định chọn mua cái tivi nào cho gia đình của mình nhé, để chúng ta phục vụ cho công việc giải trí nhé. Bởi vì tivi rất là quan trọng các bạn nhé, để chúng ta xem phim giải trí, rồi chúng ta nghe nhạc, rồi đặc biệt là chúng ta cập nhật tin tức ở trên đài truyền hình Việt Nam đó. Qua video này thì bạn nào có câu hỏi thắc mắc thì các bạn cứ comment ở dưới nhé, hoặc là có vấn đề các bạn cần trao đổi thì các bạn cũng comment ở dưới, thì chúng ta cùng trao đổi để làm rõ thêm một số vấn đề nhé. Và nếu qua cái thời gian mình sử dụng thì mình có kinh nghiệm gì thì mình lại tiếp tục chia sẻ với các bạn ở phía dưới nhé. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ cho tất cả các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn. Bạn nên tuyệt đối tránh rút nguồn thiết bị một cách đột ngột. Thay vì thế, hãy luôn nhớ tắt thiết bị trước khi rút nguồn. Khi mất điện, cũng nên rút nguồn thiết bị để tránh chập cháy khi có điện trở lại. Cuối cùng,